Hôm nay thì Cương muốn mời quý vị đến với lại một lô biệt thự đơn lập cực VIP nằm ở trên cung đường rộng 20m và cạnh công viên Siêu Park duy nhất kết nối từ tuyến đường gom của đường Hà Nội Hải Phòng. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với lại Cương chúng ta đến với lại lô biệt thự đơn lập với diện tích đất là 225m đang có nhu cầu bán lại. Xin mời ạ. Wow, lô này rất tuyệt vời và thú vị quý vị ạ. Lô biệt thự đơn lập Cọ Xanh 1267 ở vị trí gì ạ? Lô góc mặt thoáng, cực kỳ là thoáng luôn, để chúng ta nhìn ra công viên gì ạ? Siêu Park, đúng không ạ? Một cái công viên trải dài. Đây, chúng ta sẽ đi sang bên này một chút. Lô này để Cương kiểm tra luôn nhé. Cương sẽ kiểm tra luôn ở trên điện thoại để xem là mặt tiền của lô này sẽ là bao nhiêu, thưa với lại quý vị. Lô biệt thự Cọ Xanh 12. Lô này sẽ có mặt tiền là 15m. Rồi, ok ạ. Mặt tiền là 15m. Vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là lô này sẽ là lô đất vuông 15 x 15, bởi vì sao ạ? 15 cũng 15, 15 x 15 sẽ là 225. Đây là lô biệt thự đơn lập cực kỳ là tuyệt vời. Xây dựng thì sẽ là chiều cao 4 tầng, thưa với lại quý vị. Chúng ta sẽ có tổng diện tích sàn xây dựng sẽ là 406m, trong đó là sàn tầng 1 sẽ là 106m và sàn tầng 2 sẽ là 110m. Mọi người sẽ thấy rằng là ở bên hông này sẽ là công viên Siêu Park và view ra sông. Ok chưa ạ? Vâng. Đây ạ. Ui, lô này thì cực kỳ là an toàn nha quý vị nhé. Camera đằng trước và có cả camera đằng sau, camera của dự án nhưng mà bao quanh như là lại gì ạ, coi như là dành cho chúng ta rồi. Thêm một điểm nữa là gì ạ, gần ngay đây thì chúng ta sẽ có một cái bốt an ninh 24/24. Vì vậy cho nên là những gia chủ ở lô biệt thự đơn lập này thì chúng ta sẽ được bảo vệ cực kỳ. Lô biệt thự mà chủ nhà hiện tại đang có nhu cầu chuyển nhượng ở thời điểm này, và quý vị quan tâm đến lô biệt thự đơn lập này thì hãy liên hệ với lại Cương thông qua số máy là gì ạ, 0923823883. Cương rất hân hạnh được hỗ trợ tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc của quý vị. Ở thời điểm mà Cương đang làm video clip này thì lô biệt thự này sẽ được chào bán với giá bán là gì ạ, 45 tỷ, thưa với lại quý vị, ở thời điểm này. Và nếu như quý vị sẽ xem được video này của Cương sau thời gian khoảng 20 ngày hoặc là 1 tháng trở ra thì quý vị hãy check lại cái giá bán thông qua số hotline mà Cương vừa mới đọc, bởi vì động lực bán nhà của chủ nhà lúc đấy có thể sẽ thay đổi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải check lại cái giá bán. Xin hãy đăng ký kênh bất động sản của Cương để tiếp tục theo dõi những video clip tiếp theo về những bất động sản giá trị tại Vino Park 2 cũng như là Vino Ocean Park 3. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo ạ.